Xin chào các anh chị và các bạn. Hôm nay chúng ta gặp nhau ở phần 7 trên 7, tức là phần cuối của cái chương trình mà học cái hệ thống phiên âm của tiếng phổ thông Trung Quốc. Thì trong phần này chúng ta sẽ cùng nhau luyện đọc, luyện đọc thật là nhiều để chúng ta có thể quen, nhìn là chúng ta có thể đọc được. Như vậy khi anh chị và các bạn nào đó học theo chương trình nào cũng vậy, tức là nhìn cái chữ hán, nhìn cái phiên âm của nó thì chúng ta đọc được là nó sẽ ổn. Lúc đó mọi người học thì chỉ đối phó với chữ viết hoặc là ngữ pháp hoặc cấu trúc câu gì đó thôi. Đỡ mất cái thời gian, đỡ vất vả. Rồi sau đây xin mời mọi người chúng ta cùng bắt đầu vào phần 7 nhé. Bài tập luyện đọc. Chúng ta có 3 cột và chúng ta cứ đọc theo trình tự 1, 2, 3, 4 gì đó cho đến 25. Đầu tiên, trước khi mà vào phần đọc này mọi người nhớ lại cho thầy bốn cái thanh. Thanh nhất đọc ma, mà mà thanh 2 đọc là mã, mã, thanh 3 đọc là mã, mã và thanh 4 đọc là mà. Mà từ cao xuống thấp. Vẫn nhắc lại thanh 3 khi phía sau nó còn những cái thanh nào khác ví dụ thanh 1, thanh 2, thanh 4 gì đó thì thanh 3 nó đọc như dấu huyền thôi. Khi nào cuối câu thì nó mới đọc nặng xuống, thanh 3 cuối câu mới đọc nặng xuống. Chúng ta bắt đầu nha. Cái số 1 cái từ số 1 chúng ta đọc là Nị Nị Rồi, cái số 2 Nì mân Nì mân Số 2 nè Thanh 3 mà phía sau nó còn những cái thanh nào khác nữa Còn thành phần gì khác Thì nó đọc như dấu huyền thôi Nì mân Nì mân Số 3 là Niễn Niễn Số 4 là Họ Họ Số 5 là Ủa wo số 6 là woman woman số 7 là ma ma nếu không có thanh gì hết thì chúng ta đọc nhẹ và ngắn thôi ma ví dụ bạn khỏe không nỉ hào ma bạn có thích không nỉ xì hoán ma 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 kinh thanh như vậy số 8 chúng ta có từ hình hình là rất ví dụ rất tốt là hỉnh hộ rồi số 9 chúng ta có từ dẹ yeah. Dạ. Yeah. Số 10 là xe xe. Xe xe. Số 11 là tô. Tô. Số 12 là tha men. Số 13 là tha. Tha. Số 14 là chình quên. Chình quên. Số 15 là sơ. Sơ. Số 16 là nạ. Nạ. Số 17 là của của 18 là nà của nà của 19 là rển rển 20 là pu pu 21 là yue nản yue nản 22 là mây của mây của 23 là trung của trung của 24 là rơ bẩn, rơ bẩn. 25 là thải quan, thải quan. Chúng ta cùng nhau đọc lại một lần nữa, mình sẽ đọc chậm lại để cho các anh chị đọc theo nha. Nì, số 1 nè, nì, số 2, nì mân, nì mân, số 3, niễn. Nhiễn, Số 4. Họ. Họ. Số 5. Họ. Họ. Số 6. Họ mênh. Họ mênh. Số 7. Ma. Ma. Số 8. Hẳn. Hẳn. Số 9. Dẹ. Yeah, yeah. Số 10. Xe xe. Xe xe. Số 11 tô tô số 12 hai tha men số 13 tha tha số 14 bốn quên chìm quên số 15 lăm sơ số 16 nà nà số 17 của của số 18 nà của nà của số 19 rển rển số 20 pu pu số 21 yue nản yue nản 22 MÂY của MÂY của 23 trung của trung của 24 Rừa bền, bền, 25, thải oanh, thải oanh. Cái tiếp nữa, các bạn cứ đọc tới đọc lưu thật nhiều nha. Cái tiếp nữa, chúng ta cũng có từ thứ nhất đến từ thứ 25 nè. Cái số 1, I-O-L nên đọc là chèo, chèo. Số 2, E-N -N là N nên đọc là sỉnh, sỉnh mơ sẩn mơ à, và chúng ta nghe có nhiều vùng nó đọc là sẩn mơ mơ gì đó sẩn mơ gì đó à, thì cũng là nó thôi nhưng đọc chuẩn là sẩn mơ mơ khi nhanh thì cái e đó nó ăn qua bên em luôn nó mất cái chữ n này đi thì nó mất cái chữ n này khi đọc nhanh nó ăn qua bên đây luôn thì ta sẽ nghe là sẩm mơ mơ cái tiếp số 3 là miệng chưa miệng chưa cái chữ Z, chữ Z đó, chữ Z đó, đó mà đi với Y thì nó đọc như ưa. Nên, nên nghe chỗ này chúng ta sẽ thấy đọc là miễn xưa chứ không có đọc là miễn chi, miễn xưa Rồi đây là xin, thanh tư nè, xin. Cái số 5 u quê, u quê đó, và chữ G cho nên đọc là quê. Quê, u y với iu u gì đó là nằm, cái dấu thanh nằm ở trên cái quy âm phía đằng sau, quê. n n Số 7 là rên sơ. sơ. Quen biết gì đó. Và cũng có một số các cái vùng nào là ren sữa. À, không sao cả. Vì ngôn ngữ mang tính vùng miền. Nên không sao. Rên sơ. Kế tiếp nữa. Cao xiên. Cao xiên. Cái số 9 chúng ta có từ trơ. Trơ. Số 10 chúng ta có từ na. Na. 11 chúng ta có từ chiên lị chiên lị 12 chúng ta có tru lị tru 13 chúng ta có mi su mi su 14 chúng ta có sư chi sư chi 15 chúng ta có sen sơn sen sơn mười sáu chúng ta có hai cái thanh ba đi liền nhau ta phải đổi nè không đọc là xèo chè mà đọc là xéo chè xéo chè mười bảy hai cái thanh tư đi chung vẫn bình thường không có thay đổi gì hết chai chè chai chè là tạm biệt chai chè mười tám công sư công sư là công ty công sư chữ y nó đọc như ưa đó mười chín là khoai chi khoai chi Hai cái thanh tư không có gì thay đổi hết. 20 Lãn Phang, Lãn Phang. 21 Roãn Quẩn Hải, Roãn Quẩn Hải. 22 Bày Chiến, Bày Chiến. 23 Mỹ mấy Lãn, Mỹ Lãn. 24 Hở Nê, Hở Nê. 25 Quảng Lãn, Quảng lãnh

đọc đi đọc lại nhiều lần các bạn vừa nghe vừa đọc theo cũng được thì dần dần các bạn sẽ quen kinh nghiệm của mình là các bạn cứ học cái hệ thống viên âm cho thật là chắc cho thật là tốt rồi trước khi chúng ta vào trong bài học thì lúc đó chúng ta chỉ đối phó với chữ viết hay là đối phó với các cái thứ khác thôi thì nó học nó sẽ nhẹ nhàng hơn kế tiếp nữa chúng ta có một cái bài đọc tiếp nữa các bạn có thể cùng đọc theo mình nha. Từ số 1 cho đến số 26 luôn. Ta cùng đọc nào. Su. Su. Trung quẩn su. Trung quẩn su. Yên quẩn su. Yên quẩn su. Bao. Bao. Trung quẩn bao. Trung quẩn bao. Bỉ Bỉ Chén bỉ Chén bỉ Yến rú bỉ Yến rú bỉ Máu bỉ Máu bỉ Đến số 10 nè Tiên sơ Hai cái thanh tư không đổi gì hết nhé Tiên sơ Tiên sơ chí 11 Lưu yên chí lưu yên chi. 12. Chuan chân chi. Chuan chân chi. 13. Tiên tân. Tiên tân. 14. Khung thẻo. Khung thẻo. 15. Sủy. Sủy. 16. Phẩn yêu. Phẩn yêu mười bảy chi su yuan chi mười tám bảo an bảo an mười chín khan khan hai mươi khai khai hai mươi mốt quan quan hai mươi hai rõn hai mươi ba Lỷ Lỷ 24 Quảng Quảng 25 Trang Trang 26 Xì khoan Xì khoan. Mình thử đọc nhanh các bạn nghe nhé. Từ 1 đến 26 nha. Xu Trung ẩn xu Yên ẩn xu Bò Trung ẩn bò Bị Chên bị 圆珠笔、毛笔、电视、电视机、录音机、传真机、电灯、空调、水、朋友、技术员、保安、看、开、关、软、李、王、张、喜欢。好了，好了。 mình đọc nhanh một chút để mọi người để xem có con nghe nó có quen quen chưa mọi người cứ đọc cố gắng đọc nhanh một chút nha kế tiếp ta có một phần nữa một phần luyện đọc nữa là từ 1 cho đến 15 nè chúng ta cùng đọc nào cung chùa cung chùa mãng mãng thai thai sân thị sân thị chín thiên chín thiên sang ban sang ban chúa thiên chúa thiên lại lại chi chi cái chữ u đi với quờ đó cái chữ chi đó u đó là y mà người ta không chấm hai chấm lên nên mình học là xu mà phải đọc là chi cái tiếp how how rơ, rơ, số 11, yue, yue, 12, thanh 2 nè, nẻn, nẻn, 13, liễn, liễn, 14, xen dài, hai cái thanh tư không có đổi gì hết, xen dài, 15, miễn thiên, miễn thiên, thầy sẽ đọc nhanh lại từ 1 đến 15 nha, cung dùa, mang, thai sân thị chi thiên ban chỗ thiên lại chi hào rơ nén lính xin dài miễn thiên và đến đây thì mình xin kết thúc cái chương trình học cái hệ thống phiên âm của tiếng phổ thông Trung Quốc chúc mọi người học là thật là tốt nhé nếu mọi người có thắc mắc gì cứ viết vào trong phần comment. Mình sẽ trả lời sớm cho các anh chị và các bạn. Chúc các bạn học vui và hiệu quả. Lời khuyên là các bạn cứ phải nghe đi nghe lại. Các bạn tập, tập đọc. À, lúc đầu chúng ta có thể tập chậm chậm, đọc chậm chậm. Sau đó thì đọc càng nhanh càng tốt. Để cho nó bằng với cái nhịp thực tế. Và mốt khi mà các bạn giao tiếp thực tế với người bạn xứ hay là những người mà sử dụng tiếng Trung thì các bạn sẽ cảm thấy tự tin hơn vì mình nói nhanh người ta nói nhanh lại mình nghe kịp. Xin chào các bạn và hẹn gặp ở trong chương trình khác nữa. Sắp tới mình sẽ làm uh, những cái chương trình ví dụ như là học tiếng Hán uh, qua những câu chuyện ngắn, rồi học tiếng Hán qua những đoạn văn ngắn. Mình đã chuẩn bị xong data rồi, chuẩn bị xong nội dung bây giờ chỉ còn uh, ghi âm thôi. Uh, xin chào các bạn và gặp, hẹn gặp lại.